Chào mọi người nha, đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì video hôm nay mình sẽ làm ngắn thôi nha, chủ yếu là giới thiệu cho anh em cái mã code mới, game mới cập nhật luôn. Đấy, kỷ niệm game phát hành 1.000 ngày nha anh em, 1.000 ngày. Nên game có tặng cho chúng ta một mã code mới. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhập nha. Rồi anh em bấm vào đây. Rồi chỗ này anh em thấy chìa khóa nè, anh em bấm vô và bắt đầu nhập code nha. Đấy, ok, dán vô thôi. Thì mã code này thì mình có để trong phần mô tả video, hoặc nếu mà anh em copy không được thì anh em bấm vào cái link mình có làm cái link. Anh em bấm vô rồi anh em copy sẽ được nha. Đấy. Ok. Nhanh đơn giản thôi. Ok, xem thử code dường gì nha. Wow, ngon lành, một vé vàng và ba vé quay tướng ngẫu nhiên nha, cũng ngon đấy. Ok, đó. Ngon. Nói chung vậy là được rồi anh em. Có là vui rồi. アイスブロック。おっと。